Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu con máy. Con máy này là con máy chắc anh em nhìn là biết rồi. Đây, tem mác ra. Công suất bao nhiêu là không có ghi, mình chỉ biết là điện 100V thôi. Công suất thì mình không có biết. À, công suất 1/2 HP này. 1/2 HP nó rơi vào 375W này. Đó, con này nặng lắm, con này nặng 16 kg nhá. Mình cân rồi nhá. Chạy rất êm, ok nhá. Cắt con này nó là cắt vải, cắt áo mưa này, cắt cái loại mà liên quan đến may mặc ấy. Anh em nào may mặc thì ấy, mình báo giá luôn con này là 1,5 triệu nha. Con này chạy rất ok, êm nhá, không có rung lắc gì cả nhá, nhưng mà nó nặng lắm ấy. Con này 16 kg nhá. Con này cắt có lẽ là 12 10 10 1 tấc ấy. Tức là 10 cm đến 12 cm ấy. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình nha. Rồi, xin chào anh em.